Xin chào các bạn, thế giới động vật luôn ẩn chứa những điều bí ẩn và kỳ lạ mà có thể là chúng ta chưa biết. Trong đó có những loài bò sát sở hữu những đặc điểm khác biệt so với họ hàng của chúng. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu top 10 loại bò sát kỳ lạ nhất trên thế giới. Một, thằn lằn Agama đầu đỏ. Thằn lằn Agama đầu đỏ là một trong số những loài bò sát đẹp nhất hành tinh. Với chiều dài từ 35 đến 38 cm, Agama chủ yếu sống ở châu Phi. Màu sắc trên khuôn mặt và cơ thể của một con Agama đực trở nên rực rỡ vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Trong những cuộc chạm trán tranh giành lãnh thổ với kẻ thù, cơ thể chúng càng đẹp hơn với màu sắc tươi sáng. Sự tương phản giữa khuôn mặt màu đỏ và cơ thể xanh khiến con vật trở nên nổi tiếng với tên gọi thằn lằn siêu nhân. 2. Rùa iguana tại quần đảo Galapagos. Rùa iguana tại quần đảo Galapagos của Tây Ban Nha là loài bò sát ăn rong biển. Màu sắc của chúng là sự pha trộn giữa nâu, hồng, xanh nhạt và xanh lá cây. Chúng thường dùng hàm răng sắc nhọn để bào rong biển ở những mỏm đá. Với hình dáng xù xì, người ta gọi chúng là quái vật xấu xí. 3. Cá sấu Ấn Độ hay cá sấu sông Hằng. Cá sấu Ấn Độ hay cá sấu sông Hằng, tên khoa học là Garryan. Mặc dù cá sấu Garryan có chiều dài lên tới 6 mét, song chúng rất lành. Với miệng hẹp và nhiều răng, Garryan chỉ sơi tái những con cá mà không bén mảng đến những con mồi lớn hơn như nhiều loài cá sấu khác. Garryan đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng cao bởi nó chỉ tồn tại ở phạm vi 2% so với khu vực vốn là nơi cư ngụ của loài tại Nam Á. 4. Rắn độc Viper. Rắn độc Viper là một trong số những kẻ săn mồi hiệu quả và đáng sợ nhất trên hành tinh. Thức ăn của loài rắn này thường là những con mồi nhỏ, song chúng cũng dễ dàng tấn công con người và gây nên hậu quả nghiêm trọng. Do sở hữu bộ da có màu sắc rực rỡ nên Viper trở thành một trong số những loài đẹp nhất trong họ hàng nhà rắn. Ngoài ra, bộ sừng trên đầu và đuôi nhện dị thường khiến rắn Viper trở nên hấp dẫn một cách kỳ lạ. 5. Chăn Zapper Power. Chăn Zapper Power hoạt động trong một môi trường rộng lớn, bao gồm các tỉnh Petit, Colombia của Canada. Loài chăn này có khả năng tự kiểm soát thân nhiệt rất tốt. Với biệt danh là chăn hai đầu, Zapper Power sở hữu đuôi lớn được dùng như mồi nhử để phòng ngự. Đuôi của chúng còn có thể chịu những vết cắn trong quá trình vật lộn với lũ chuột. 6. Rắn rồng. Rắn rồng có nguồn gốc từ Thái Lan, Myanmar và Indonesia. Giới khoa học đặc biệt chú ý tới loài rắn rồng bởi sự xuất hiện kỳ lạ cùng lịch sử xuất xứ thú vị của chúng. Đây là loài động vật màu đen, dài và độc với hình thù kỳ lạ trên da lưng. Chúng sống hoàn toàn về đêm và thức ăn chủ yếu là ếch. 7. Rùa Mata Mata. Không giống các loài hiền lành khác, rùa Mata Mata tới từ vùng Amazon của Nam Mỹ có thể tiếp cận và dùng hàm răng sắc nhọn xé nát con mồi như các loài chim sống dưới nước, động vật không xương sống và cá. Chúng sống trong vùng loài cá cọp và cá heo sông.
Mata Mata là loài rùa kỳ lạ nhất thế giới. Thằn lằn không chân. Những con thằn lằn không chân ở châu Âu sở hữu sức mạnh và kỹ năng bắt mồi tuyệt vời. Mặc dù chân không, chúng vẫn có đặc điểm giống những con thằn lằn khác như lỗ tai phía sau mắt và đầu phẳng. Chúng thường xuyên lo mũi trên mặt đất để làm sạch chất nhờn mà chúng tiết ra sau khi ăn. Rùa mai mềm Trung Quốc. Rùa mai mềm Trung Quốc có mũi bàn chân xòe rộng và ánh mắt kỳ lạ. Giới khoa học đặc biệt chú ý tới cách thải nước tiểu qua đường miệng của chúng. Khả năng đặc biệt này giúp chúng ngăn tình trạng mất nước và sự tích tụ muối quá mức để sống sót trong môi trường nước mặn. Loài rùa mai mềm sống ở nhiều khu vực thuộc châu Á, bao gồm Việt Nam. Thằn lằn Pipiporus là một loại thằn lằn có hình dáng hết sức đặc biệt khi khoác lên mình bộ dáng nửa run nửa rắn, thậm chí còn có cả hai chân trước. Loài vật này chỉ sinh sống tại vùng biển Baja, California thuộc Mexico. Pipiporus còn được gọi là thằn lằn chuột chũi khi suốt ngày đào hang và dành thời gian ở dưới lòng đất để tìm thức ăn. Đây là chủng loài có nhiều vảy nhất, tính trong lớp bò sát gồm rắn và thằn lằn và có số lượng cư dân khá đông đúc. Vừa rồi chúng ta đã điểm qua top 10 loài bò sát kỳ lạ nhất thế giới. Quả là thế giới động vật của chúng ta quá phong phú và đa dạng đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!